Câu hỏi của anh Trần Anh Tuấn là anh bị ILT thì chữa thế nào anh? Trước đây các bạn đã nghe thấy tôi nói rất nhiều về cái việc mà mình chữa bệnh ILT ở trên gà rồi. Thì việc đầu tiên nếu mà bạn chuẩn đoán bệnh ILT chính xác ấy, thì thứ nhất là cái mắt của nó, các bạn lột cái niêm mạc mắt ra này, ở trong này nó đỏ, con gà nó cộm mắt này. Khi nó cộm mắt này nó rất khó chịu nên nó hay giơ cái chân phải để nó đạp mắt vào cái mắt của nó. Cái mắt phải của nó hay bị chóc, nó hay bị sờn nhá. Một thời gian nó bị viêm và nó sẽ tạo thành coryza. Đấy là một cái. Thứ hai là các bạn nhìn cái dịch mũi của con gà nó cứ chảy cái dịch mũi mà nhầy nhầy ra, mà nó có hiện tượng dính dính rơn rớt ấy, xong này trấu nó dính đầy trên mỏ này, thì đấy là INT. Ngoài ra nếu mà mổ khám thì các bạn nhìn cái lắp khí quản ấy mà nó có hiện tượng lấm chấm ấy, thì đấy cũng trường hợp bị INT nhé. Còn bây giờ INT nó không biểu hiện là nó đỏ dọc cái khí quản đâu, tại vì nếu mà nó đọc dọc khí quản nó có cái, nó đỏ dọc khí quản nó có cái dịch viêm ấy, thì trường hợp đấy nó bị khá nặng rồi nó mới bị như thế. Và cái cách điều trị như sau này, anh Tuấn Trần anh mua cho tôi một cái lọ Dipiron này nhá, mình mua một cái lọ Dipiron này 50% này, kết hợp với là bạn mua một cho tôi một cái lọ ILT của châu Âu nhá, nhớ châu Âu thì nó có ba công ty, thứ nhất là của Intervet Hà Lan, thứ hai là của Zoetis Pfizer, thứ ba là bạn có thể mua của Hipra. Thì mình mua cái vaccine INT của châu Âu về, mình pha chung với cái lọ Dipiron này, mình nhỏ vào mắt con gà. Với con gà mà trên 1 kg ấy thì mình sẽ lấy 60 ml Dipiron, mình pha chung với cái lọ vaccine INT, mình nhỏ vào hai mắt con gà. Với con gà mà dưới 1 kg thì anh lấy 30 ml Dipiron, mình pha chung với cái lọ vaccine INT, mình nhỏ vào một mắt con gà. Thì sau khoảng 2 đến 4 giờ nó sẽ hết cái triệu chứng cộm mắt, sưng mắt, đỏ mắt, và con gà nó sẽ hết sốt, nó sẽ ăn uống trở lại bình thường. Thì trước đây ấy, ngay cả bên hãng nào người ta cũng không bao giờ người ta khuyến cáo như thế, nhưng mà đây là cái trải nghiệm của tôi mà tôi đã áp dụng khá thành công ở trên chăn nuôi gia cầm rồi, và tôi đã chữa khoảng 1.000 trại khác nhau rồi, nên các bạn cứ mang về các bạn sử dụng thôi. Còn nhà cung cấp nó không khuyến cáo như thế, nhưng mà quan trọng nhất là nó phải là kết quả đâu. Với tôi ấy, nó phải là kết quả, nó phải là thực chế tế. Còn bây giờ đau to búa lớn quá, lý thuyết quá, cuối cùng không giải quyết được gì. Mình phải cứu được đàn gà chứ không?